Quyền Linh ngỡ ngàng khi mẹ đơn thân được chị chồng đưa đến sau hẹn hò. Quyền Linh xúc động khi Hồng Nhung được chị chồng và con gái đưa đi tìm hạnh phúc mới. Trong tập mới Bạn Muốn Hẹn Hò, Quyền Linh và Ngọc Lan vừa mai mối cho hai khách mời cùng tuổi, cùng quê. Đàn trai là tài xế Nguyễn Văn Công, 43 tuổi, Hà Tĩnh, được ghép đôi với Nguyễn Thị Hồng Nhung, là nhân viên công ty sản xuất giày. Cả hai hiện sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Theo chia sẻ, Hồng Nhung sống cùng hai con gái, con gái lớn 25 tuổi, con gái nhỏ 18 tuổi. Cô cho biết chồng qua đời cách đây 4 năm vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó đến nay, cô một mình chăm sóc hai con. Khi được hỏi hình mẫu mong muốn, Hồng Nhung chia sẻ cô thích người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, đạo đức tốt, không hút thuốc. Hồng Nhung một mình nuôi con sau khi chồng qua đời cách đây 4 năm. Trong khi đó, Văn Công hiện sống một mình sau khi ly hôn cách đây 13 năm. Anh có một cô con gái đang học đại học, còn con trai đã qua đời. Chia sẻ về cuộc hôn nhân, Văn Công cho biết sau 10 năm chung sống, anh nhận được đơn ly hôn từ tòa án mà không biết lý do. Khi anh hỏi, vợ chỉ nói, giờ đi làm về, ông chỉ biết đưa tiền, có nhiều đưa nhiều, có ít đưa ít, còn lại trong nhà như thế nào ông không biết. Nghe đến đây, Quyền Linh cho rằng có thể vì Văn Công thiếu sự quan tâm, chăm sóc gia đình. Đàn trai cũng thừa nhận điều này và cho biết đã rút kinh nghiệm. Anh nói thêm, sau ly hôn cũng đã có hai mối tình nhưng lo cho người ta hết rồi người ta lại đi mất. Văn Công mong muốn tìm được người phụ nữ biết lắng nghe, ít nói, không quá quản lý, kiểm soát cuộc sống của anh. Văn Công ly hôn cách đây hơn 10 năm. Đến chương trình cùng Văn Công là em gái. Cô hy vọng anh trai sớm tìm được người phù hợp để chăm sóc, bầu bạn ở tuổi xế chiều. Về phía Hồng Nhung, cô đến sau hẹn hò cùng chị chồng và con gái út. Sự xuất hiện của người thân đàn gái khiến Quyền Linh, Ngọc Lan không khỏi ngỡ ngàng. Ghê trời ơi, chị chồng đi kiếm người yêu cho em dâu. Thật sự rất dễ thương. Người chị chồng và con gái đều mong Hồng Nhung tìm được người phù hợp để tìm hiểu, cùng chăm sóc nhau về sau. Mở rào gặp mặt, Hồng Nhung và Văn Công nhận thấy họ là những y mảnh ghép kia còn thiếu trong cuộc sống của nhau. Sau những chia sẻ chân thành về cảm xúc và cuộc sống cá nhân, cả hai cảm nhận được sự đồng điệu và mong muốn có cơ hội tìm hiểu nhau sau chương trình. Hồng Nhung hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội tốt để hai người có thể đồng hành cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền vững. Văn Công cũng đồng tình với ý kiến của bạn gái. Anh cho biết mình mong muốn tìm được một phụ nữ thật lòng với mình, không quan trọng vấn đề tiền bạc. Nếu về chung một nhà, anh sẽ nấu cơm, giặt đồ. Anh hy vọng em cho anh cơ hội, đàn trai bày tỏ. Hai MC hạnh phúc khi cặp đôi tâm đầu ý hợp nhanh chóng bấm nút hẹn hò. Cuối cùng, cả hai đồng ý bấm nút và chính thức bắt đầu hẹn hò. Kết quả này khiến hai MC vỡ òa vui mừng, hy vọng cả hai có quá trình tìm hiểu thuận lợi và cùng xây dựng gia đình hạnh phúc trong tương lai.